một sự kiện đầy ly kỳ và bí ẩn đã xảy ra tại phía bắc thủ đô nước Anh. Theo ABC News Australia, một nhà quay phim có tên Andrew Lauren phát hiện chiếc siêu xe Lamborghini Huracan đắt giá bị kẹt dưới con mương ven đường. Chủ nhân của chiếc xe cũng không có mặt tại hiện trường. Nhân chứng đầu tiên cho biết, chiếc xe nằm gần sân tập của câu lạc bộ bóng đá Tottenham khiến cảnh sát nghi ngờ đây có thể là chiếc xe của một trong số những cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, khi chiếc xe này được xác định, nó lại thuộc sở hữu của Michael Hudson, một nhà đầu tư Bitcoin. Tại hiện trường, phần cửa tài xế bên trái bị kẹt và người lái đã thoát ra ngoài bằng cánh cửa khách bên trái. Cảnh sát cho biết họ nhận được thông báo có một chiếc xe đã lao ra khỏi đường vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến để điều tra, chủ xe đã biến mất. Thay vì gọi xe cứu hộ để giải cứu, Michael Hudson đã quyết định bỏ mặc chiếc xe khiến nó tiếp tục bị kẹt dưới con mương. Tuy nhiên, đây lại là một quyết định đúng đắn của ông, bởi nếu ông cố gắng lái chiếc xe trở lại mặt đường, có thể nó đã hư hỏng nghiêm trọng hơn. Sau khi triệu phú Bitcoin quay lại hiện trường vào buổi sáng với vẻ mặt hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra, anh còn rủ theo bạn bè để tranh thủ quay một video vlog. Đoạn phim về sự cố này đã được đăng tải lên mạng và thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ngoài ra, Lamborghini Huracan LP6104 trang bị động cơ nạp khí tự nhiên V10, dung tích 5,2 lít và công suất tối đa 610 mã lực tại 8.250 vòng trên 1 phút. Siêu xe này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km trên 1 giờ trong 3,2 giây. Sau sự cố này, Michael Hudson đã được nhiều người hâm mộ Bitcoin và siêu xe đón nhận và sự quan tâm và tán thưởng. Ông cho biết rằng, mặc dù chiếc xe bị kẹt, nhưng ông đã rất hài lòng với sự an toàn của mình và không có ai bị thương trong vụ việc này. Và đặc biệt, ông cảm ơn sự quan tâm của các nhân viên cứu hộ và cảnh sát trong việc giải quyết tình huống này. Đây cũng là một lời nhắc nhở cho các tài xế cần phải đề cao sự an toàn và không nên lái xe quá nhanh trên đường phố. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!